Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, cô Hằng đây. Ngày hôm nay cô Hằng có chủ đề về phần tiếng Anh giao tiếp thực tế. Hiện tại bây giờ cô Hằng đang livestream, các bạn có nhìn thấy không ạ? Okay, so today Miss Hằng is going to deliver the topic about I want to raise my salary or I want to have raise. Vậy bây giờ cô Hằng cùng với các bạn học chủ đề này nhé. Chúng ta sẽ đợi một chút để cho mọi người cùng vào nha. Rồi, các bạn đâu rồi nhỉ? Okay, so whenever we have the job, we would like to get the raise or to get promotion or get some benefits from our company. And the way we raise our salary will depend on a lot of factors, and especially your knowledge of language, especially English. Hôm nay cô muốn nói một chút là nếu các bạn đang làm việc trong bất kỳ một môi trường hoặc công việc nào thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà các bạn muốn nâng lương hoặc là muốn promotion, đúng không ạ? Tức là muốn được thăng chức hoặc là muốn bất kỳ một cái benefit nào từ công ty của mình thì cũng phải đồng thời nâng cao cả cái phần kinh nghiệm này, kỹ năng và đặc biệt là cái kiến thức của các bạn, đặc biệt là về tiếng Anh. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học một chút về cái phần đó là làm thế nào để có nâng cao trong tiếng Anh nhé. Thế chưa ạ? Rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ đợi khoảng tầm 1 phút nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Vẫn chưa nhìn thấy cô, chưa thấy ai cả. Đâu nhỉ? Okay, so now I will give you the lesson, the short lessons related to how to raise the salary into your workplace or even in your company or corporation. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề là làm thế nào để chúng ta có thể có mức lương cao này, đặc biệt là về phần kỹ năng và tiếng Anh của bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn ơi. Okay, so have a raise. Ở đây mang nghĩa là được tăng lương. Được chưa ạ? Đây là cụm từ đầu tiên trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Các bạn take note lại giúp cô nha. Câu này của chúng ta là have a raise. Được chưa ạ? Chúng ta có câu I wanna have a raise. Câu này mang nghĩa là tôi muốn được tăng lương các bạn nhé. Từ đây không đọc là I wanna have a raise, đọc là I wanna have a raise là tôi muốn được tăng lương. Được chưa ạ? Vậy cụm từ a raise ở đây chính là cái việc tăng lương nha các bạn nhé. Việc tăng lương. Rồi, các bạn cùng comment lại cho cô đi nào các bạn ơi. Cùng comment lại nha, bởi vì cô chưa nhìn thấy các bạn đâu cả. Nào, cùng comment lại cho cô xem cái bài này chúng ta đang muốn nói về những từ như thế nào thì cùng comment xuống dưới nào. Ok chưa? Nhắc lại lần nữa nhá. Have a raise là tăng lương. I wanna have a raise. Or a raise là cái việc tăng lương, được chưa? Rồi, nào, các bạn cùng comment lại cho cô nào. Cụm từ đầu tiên của chúng ta đó là cụm từ have a raise. A raise có nghĩa là tăng lương. Các bạn comment được chưa? Cô sẽ đợi các bạn khoảng tầm 10 giây nhá. Nào, các bạn comment và gõ xuống dưới cho cô nhé. Xong chưa? Phần tiếp theo của chúng ta nhé. Ngoài cái việc là chúng ta có a raise trong công việc của mình thì các bạn thường sẽ có một số cái từ khác. Ví dụ như là các bạn có thể là get a promotion ở đây mang nghĩa là được thăng chức ạ. Thăng chức nghĩa là ví dụ em đang làm ở một đơn vị nào đấy với cái vị trí là sales staff. Ở đây mang nghĩa là một người nhân viên bán hàng, đúng không ạ? Sorry, salesperson. Or salesperson thôi, đúng không ạ? Cái này là nhân viên bán hàng. Hoặc là sales staff là một nhân viên bán hàng mà mình muốn trở thành sales director hoặc là sales manager chẳng. Sales manager ở đây mang nghĩa là quản lý bán hàng. Đó, ok chưa? Xong chưa mọi người? Vậy nhớ cho cô nhé, ngoài cái việc là các bạn muốn get promotion thì các bạn nhớ update cho cô một số từ vựng ở đây để chúng ta biết là chúng ta đang làm rồi này.
vì nhiều khi là muốn nói như vậy nhưng lại không biết sử dụng từ nào, để các bạn nhớ cho cô nhé. Cụm đầu tiên chúng ta có từ là get a promotion. Get a promotion, đúng không ạ? Từ đâu là đọc là get a promotion đâu ạ? Vì các bạn không đọc là promotion. Vì rất nhiều bạn ấy, khi mà bạn đọc từ promote thì bạn đọc là âm O. Bởi vì các bạn biết là trong tiếng Anh, đặc biệt là phần Anh Mỹ hoặc Anh cũng như vậy thôi ạ, như thế nào cũng được, nhưng nhớ đừng có đọc thành tiếng Việt là get a promotion, đúng không ạ? Đọc là get a promotion. Get a promotion, đấy chứ ạ? Rồi comment lại cho cô nha. Từ này của chúng ta đó là từ promotion. Promotion, đấy chứ ạ? Rồi, vậy giờ cô nhắc lại một lần nữa này. Get a promotion mang nghĩa là được thăng chức. Tiếp tục chúng ta có từ sales person. Từ này mang nghĩa là nhân viên bán hàng. Các bạn sử dụng một từ là từ sales staff. Chỗ này có chữ SC, các bạn ghi nhớ nhé. Phải có chữ SC ở đây nha. Sales staff là nhân viên bán hàng. Và chúng ta khi mà các bạn muốn promotion từ sales staff trở thành sales manager thì các bạn sẽ gọi đấy là get a promotion, đúng không ạ? Vậy câu này sẽ nói như sau nhé. Cô có một ví dụ như sau này. You just got a promotion, or I'm a sales person to a sales manager. You just got a promotion from a sales person to a sales manager. Được chưa? Cô nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta đọc như sau. He just got a promotion from a sales person to a sales manager. He just got. Không đọc là got nhé các bạn nhé. Chúng ta không đọc từ này là got, mà đọc là got. 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 Nào, tiếp tục nhé. Phần tiếp theo của chúng ta này xong chưa các bạn ơi? Nào, bây giờ cô có câu như sau nhé. He just got a promotion from a salesperson to a sales manager. He just got a promotion from a salesperson to a sales manager. Câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào đấy các bạn? He just got a promotion from a salesperson to a sales manager. Rồi mọi người vào đi nhé. Nhớ comment lại cho cô nào. Vì rất nhiều người cô thấy viết sai chính tả rồi đây. Các bạn nhớ comment cho cô ba từ. Từ đầu tiên là từ get a promotion. Từ này không đọc là promotion mà đọc là shin. Các bạn nhớ nhá. Vì chúng ta sẽ thấy âm này là âm shin ạ. He just got a promotion. He just got a promotion, được chưa? Tiếp tục, sales person là nhân viên bán hàng. Sales person là nhân viên bán hàng, được chưa? Và chúng ta sẽ có một số từ nữa. Ở đây chúng ta có một từ là từ sales manager. Sales manager. Ở đây mang nghĩa là sales manager, quản lý bán hàng, đúng không ạ? Câu này chúng ta dịch là gì nhỉ? Anh ta vừa được thăng chức từ người nhân viên bán hàng lên trở thành quản lý bán hàng, được rồi nhá. Vậy câu này rất là đơn giản rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có từ tiếp theo trong cụm từ này, chúng ta có từ to be appointed. To be appointed. Và đây mang nghĩa là được đề xuất ở đề bạt. Đây làm gì đấy, đúng không ạ? Chúng ta có cụm to be appointed to verb. To be sorry, to something, đúng không ạ? To be appointed to. Nào comment cho cô nhé. To be appointed to. Ở đây mang nghĩa là được đề bạt lên làm vị trí gì đấy. To cộng với lại danh từ. Ví dụ nhé. Các bạn comment đi đã nào. Ở đây cô cùng tương tác với cô nhé. Nào comment đi nào. Nhìn mồm cô nhé. Chúng ta có từ là từ be appointed to. Be appointed to. Đấy chưa? Appointed to. To be appointed to. Be appointed to. Ở đây mang nghĩa là được đề bạt hoặc được đề xuất lên đâu đấy, đúng không ạ? Được đề bạt hoặc được đề xuất lên đâu đấy. Ok chưa? Rồi các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn mỗi lần mà cô Hoàng livestream mà các bạn được thông báo cái phần này thì bạn cố gắng ấn vào cái nút follow cô Hoàng trên trang cá nhân nhá. Và để ở chế độ xem trước. Vì mỗi lần như thế thì các bạn sẽ nhận được thông báo từ Facebook nhé. Hai nữa là nếu như không kịp xem phần livestream của cô thì các bạn có thể share lại cái phần video này hoặc lên trên kênh YouTube Tiếng Anh Cô Hoàng Bựa để xem lại nhé. Trên đấy chúng ta đã có toàn bộ những cái phần video mà cô đã live và đã dạy cho các bạn rồi. Thì nó nằm ở trên kênh YouTube của cô nhé các bạn ơi. Nào, tiếp tục nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có cụm từ như sau. To be appointed to. Ví dụ nhé. Được đề bạt lên vị trí gì đấy. Chúng ta sẽ dùng từ này. Nào bây giờ mời các bạn ạ. Đặt cho cô một câu. Với be appointed to. Nào đặt câu với be appointed to. Cô lấy một ví dụ đầu tiên để các bạn nhé. Các bạn cùng comment trong đầu luôn này. Ví dụ. Mary was appointed to the monitor of my class.
to be, sorry. Mary was appointed to be the monitor of my class. Mary was appointed to be the monitor of my class. Rồi. Ok nhá. Cô ơi cho em hỏi về lớp của cô được không? Các bạn ơi, nếu mà các bạn cần các tư vấn về các lớp của cô Hằng, đặc biệt là các trình độ khác nhau như là bắt đầu để beginner hoặc là các trình độ như kiểu intermediate, thì các bạn cứ gửi cho cô phần tin nhắn trong inbox nhá, để cô có thể tư vấn cho các bạn, vì hiện tại đang livestream thì không thể trả lời được. Các bạn nhớ là phần này gửi cho cô ở trong inbox thì các bạn sẽ nhận được phần thông báo hơn. Một số bạn thì nói là lâu rồi cô không live, thực tế là ngày nào cô cũng live các bạn ạ, phải đến tầm 5 đến 6 buổi một tuần cô vẫn live. Các bạn vào trong trang cá nhân để theo dõi cô nhá, vì nhiều khi các bạn không theo dõi là các bạn còn bị bỏ qua cô ấy. Rồi, nào bây giờ nói qua nhé. Mary was appointed to be the monitor of my class. Đây là một câu rất là đơn giản đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có từ monitor. Từ monitor mang nghĩa là cái màn hình đúng không? Mary được đề bạt trở thành cái màn hình trong lớp của tôi, phải có phải như vậy không ạ? Chúng ta có dịch là cái màn hình không ạ? Từ monitor ở đây chúng ta hiểu đây là lớp trưởng nhé. Bạn Mary thì được đề bạt trở thành lớp trưởng của lớp của chúng tôi đúng không? Và chúng ta dịch là Mary được đề bạt trở thành cái màn hình của lớp chúng tôi bởi vì bạn ấy lép, là không phải thế nhỉ? Được chưa? Ok chưa? Không phải là bởi bạn ấy ngực lép mà bị như vậy đâu. Thế chưa? Rồi, từ này là to be appointed to. Nào bây giờ mời các bạn nhé. Thử cho cô xem nào. Bây giờ đặt cho cô một câu với từ appointed to. Nào mời các bạn nhé. Rồi, ở đây cô đã thấy có một số bạn comment từ đây. Nào tiếp tục đi các bạn. Vừa viết lại câu này để các bạn nhớ và vừa đặt cho cô một câu với từ to be appointed to. To be appointed to. Yeah. So my mother was appointed to be the chief accountant. Very good. Bạn ấy còn nói như sau. My mother was appointed to be the chief accountant. Ai chưa biết từ này tiếp tục viết nhé, vì từ này cũng là một từ rất là hay trong tiếng Anh, đặc biệt là trong chủ đề về phần working and workplaces. Từ này mang nghĩa là kế toán trưởng. Mẹ tôi được đề bạt lên vị trí kế toán trưởng. My mother was appointed to be the chief accountant. Các bạn ghi nhớ cho cô từ này là the chief accountant. Được chưa? She was appointed to be the monitor of my class. Đơn giản rồi. Joga was appointed to be the director manager. Very good. Rồi. Joga was appointed to be the manager, the director manager. Ok. Nào, đến tục ạ. I am appointed to be the leader of the group. I am appointed to be the leader of the group. Được chưa? Rồi, rất hay. I am appointed to be the president. Rồi, I am appointed to be the president. Very nice. Xong chưa? Rồi nhá. Mời các bạn comment lại cho cô một số từ nhá. Từ đầu tiên của chúng ta ở đây đó là từ chief accountant. Chief accountant. Từ tiếp theo của chúng ta đây là từ director, director manager, director manager. Được chưa? Xong nhá, phần này khá dễ đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nào, các bạn tiếp tục với cô nhé. Một số cụm từ nữa khi mà các bạn đi làm này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một số cụm từ như sau. Khi mà các bạn làm một giao thương ở trong tiếng Anh ạ, các bạn muốn raise được lương của mình ạ, thì các bạn sẽ thấy có một số cụm rất là hay. Khi các bạn muốn làm cho một vị trí ở international company, international company bằng với từ na ná từ global organization. Global organization này mang nghĩa là các tập đoàn quốc tế. Tập đoàn hoặc công ty quốc tế. Hoặc các bạn đơn giản chỉ công ty quốc tế hoặc tập đoàn quốc tế có nghĩa là gì? Là những cái tập đoàn mà các bạn thấy là nó có trụ sở ở rất 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 nhiều quốc gia đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng từ là international company or global organization. Được chưa? Rồi nào, mời các bạn nào đọc lại cho cô một lần nữa nhé. Chúng ta có từ international company or global organization. Đây là các tập đoàn, các công ty quốc tế. Tập đoàn, các công ty quốc tế. Được chưa mọi người? Xong chưa nào? International company or global organization. International company or global organization. Được chưa mọi người ơi? Xong nhá. Nào tiếp tục với một từ nữa với cô này. Comment được chưa nào?
Cô đợi các bạn một tầm 20 giây để các bạn có thể comment được toàn bộ những từ này nha. Đây là những từ rất hay và hay sử dụng, nhưng nếu các bạn chỉ cần bỏ qua cái phần viết là các bạn sẽ thấy quên luôn cả cách viết writing của mình như thế nào, và dẫn đến trường hợp là rất nhiều người nghe thì hiểu đúng không ạ, nhưng bắt đầu viết cho khách hàng này hoặc viết một số cái email các thứ này là ngay lập tức các bạn làm sai luôn. Rồi nhá. Nào, xong rồi cô đã thấy các bạn comment được rồi đây. Rồi, international company or global organization. Tiếp tục chúng ta sẽ có một số cụm từ nữa nhé. Trong công ty của chúng ta, nếu các bạn đang làm việc với một foreign company, đây là công ty nước ngoài, thì các bạn ghi nhớ từ này đọc là foreign, chứ không đọc là foreign company. Nhớ nhá, từ này là foreign company. Và thường foreign company thì thường thường sẽ có một số với foreign partner. Foreign partner ở đây mang nghĩa là các đối tác nước ngoài. Rồi nhắc lại một lần nữa và slow down lại một chút cho các bạn cùng comment nha. Từ này của chúng ta là từ foreign partner and foreign company, công ty nước ngoài và đối tác nước ngoài. Từ này đọc là foreign chứ không đọc là foreign. Foreign chứ không đọc là foreign nha các bạn ơi, không đọc rendry gì nha. Từ này là rừng thôi. Foreign company and foreign partner. Foreign company and foreign partner. Một bạn vừa có nói một câu fun là I was appointed to be the prime minister. I was appointed. Tôi đã từng được đúng không ạ? I was appointed to be the prime minister. Ai chưa biết từ này thì lại ghi nhá. Prime minister. Đấy chưa? Thì cái từ này của chúng ta sẽ có từ đấy là Prime Minister, thủ tướng ạ. Ai chưa biết thì lại ghi tiếp. Thủ tướng. Đây là thủ tướng nha các bạn ơi. Đây là một từ vựng mà cô nghĩ các bạn nên biết. Xong chưa? Rồi nhắc lại một lần nữa. I was appointed to be the Prime Minister. Đây là một câu fun của các bạn thôi đúng không ạ? Nên là cố gắng comment lại thì cũng như đây là cách mà chúng ta có thể accumulate more vocabulary. Cố gắng là học thêm cả nhiều từ vựng nào để bài của mình nói hay hơn nhé. Rồi, từ này là từ Prime Minister. Prime Minister, tôi xin lỗi, tr nhưng là tree. Prime Minister. Sorry, okay. I was appointed to be the Prime Minister. Thủ tướng. Xong chưa các bạn? Rồi, ngoài phần international company này, ngoài global organization này, rồi thì chúng ta có từ foreign company or foreign partner này, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho cô, chúng ta có một từ vựng nữa là từ prime minister. Prime minister là công ty nước ngoài, đúng không ạ? Công ty nước ngoài. Nào, ngoài ra thì các bạn cố gắng là nếu muốn nâng lương trong tiếng Anh, đúng không ạ? Các bạn muốn nâng lương cho công việc của mình thì các bạn ghi nhớ một số từ vựng nữa như là workplace. Workplace là nơi làm việc. Nơi làm việc, workplace, thì các bạn cần phải có một số cái được gọi là productivity at workplace. Productivity là hiệu suất làm việc. Productivity, hiệu suất làm việc, nhớ nhá. Workplace or productivity. Được chưa mọi người ơi? Nào, cô nhắc lại một lần nữa nhá. We have two words here. The first one is workplace. And the second one is productivity. Thì từ này có nghĩa là hiệu suất làm việc. Đây là một từ rất là hay nhá. Cô ví dụ này. Many of my partners have raised. Many of my partners have raised productivity by listening to music when working. Many of my partners have raised productivity by listening to music when working.
Có em ơi, cô ơi, mấy bài giảng này cô đang trên YouTube không? Có nhá, các bạn nhớ nhá, nhắc lại một lần nữa là ai cần phải xem cái phần video này của cô, các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên kênh YouTube Tiếng Anh Hoàng Vợ lên đấy xem nhá. Được chưa? Tôi nhắc lại một lần nữa này, chúng ta có câu như sau. Many of my partners have raised productivity by listening to music when working. Được chưa? Hiệu suất làm việc, được chưa? Rồi, comment cho cô một số từ này nữa, rồi tí chúng ta sẽ học thêm một số từ nữa nhé các bạn nhé. Đúng rồi, một bạn có hỏi cô là phần productivity thì có bằng một từ khác không? Thì đẹo cô sẽ hỏi, cô sẽ take note lại cho các bạn ạ. Từ này của chúng ta là productivity. Ngoài ra chúng ta sẽ có một số từ nữa để các bạn hiểu là nó hầu như có thể sử dụng lẫn với nhau, đó là từ working capacity. Working capacity hoặc là work performance. Work performance hoặc working performance cũng được nhé, đều mang nghĩa là hiệu quả công việc. À, ví dụ như là work performance tháng này của bạn khá là tốt thì các bạn sẽ được raise, đúng không ạ? Được chưa? Nào nhắc lại một lần nữa nhé, cô nói này, chúng ta có từ đầu tiên đó là từ workplace, nơi làm việc. Productivity là hiệu suất làm việc. Working capacity or working performance hoặc là work performance ở đây là hiệu quả công việc. Vậy các bạn thấy là chúng ta có thể sử dụng từ working hoặc là work đều ok. Được chưa? Các bạn comment được chưa? Working capacity or work performance, hiệu quả công việc. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ có một số từ nữa nhé. Thông thường chúng ta sẽ có performance reviews. Performance reviews vào mỗi cuối tháng chẳng hạn, đúng không ạ? Cái này có nghĩa là review, tiếng Việt chúng ta sẽ dịch là thỉnh thoảng, tiếng Việt của cô hơi đơ, sorry các bạn. Performance review ở đây mang nghĩa là kiểm tra này, hoặc là đơn giản là xem xét lại. Đánh giá, chính xác là đánh giá, sorry các bạn, đánh giá hiệu suất làm việc. Đánh giá hiệu suất hiệu quả công việc. Đấy, đánh giá hiệu quả công việc của bạn nhé. Đặc biệt là ở một số công ty nước ngoài được gọi là international organization thì các bạn sẽ thấy là performance reviews. Performance review are done quarterly. Vậy câu này sẽ dịch như thế nào các bạn ơi? Performance reviews are done quarterly. Từ này cũng có một từ là từ quarterly nhé các bạn ơi, quarterly. Performance review are done quarterly. Được chưa nào? Nào mời các bạn ạ. Performance review are done quarterly. Vậy trong câu này chúng ta sẽ có câu như thế nào đây ạ? Nào comment lại cho cô nha. Performance reviews là đánh giá hiệu quả công việc. Cái việc này là cái việc are done quarterly. Ai chưa biết từ quarterly này lại biết được, take note cho cô nhá. Quarterly ở đây mà nghĩa là hàng quý ạ. Cứ 3 tháng 1 đúng không ạ? 3 tháng một lần này chúng ta sử dụng từ quarterly, được chưa? Performance reviews are done quarterly. Đấy, câu này dịch là gì đây? Đánh giá hiệu quả công việc được thực hiện, được chưa? Đánh giá hiệu quả công việc được thực hiện hàng quý hoặc mỗi quý, đúng rồi, ok ạ. Sao nhỏ thế à các bạn? Các bạn nghe rõ cô không ạ? Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ cô không? Alo, alo. Các bạn đều nghe rõ cô chứ các bạn? Rồi nha. Ok rồi nào. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số câu nữa nha. Performance reviews là đánh giá hiệu quả công việc. Và thông thường thì các bạn sẽ có một cái nữa là một số cái đánh giá khác. Ví dụ như là về thái độ làm việc, đúng không ạ? Là behavioral reviews. Đánh giá về
behavioral reviews, rồi đây là cái thái độ. Behavioral reviews, behavioral reviews, được chưa? Được chưa mọi người ơi? Rồi, comment lại cho cô đi nào. Từ này của chúng ta là từ behavioral reviews. Behavioral reviews, được chưa? Ok, rồi các bạn ơi, xong nhá. Nào, phần tiếp theo của chúng ta như sau nhá. Ừ. My board of directors require to have reports about performance and behavioral reviews of the whole staff. Câu này dịch là gì ạ? My board of directors require to have reports about performance and behavioral reviews of the whole staff. Dịch câu này là gì ta? Nào mời các bạn nhé, đây là một câu ví dụ cô Hồng cho các bạn dễ dịch hơn này. Now, could you please help me with the translation of this sentence? Nào, mời các bạn nhé. Câu này của cô như sau. My board of directors. Board of directors, chúng ta vẫn sử dụng từ này là từ BOD, các bạn có nhớ không ạ? Board of directors bằng với BOD, từ này dịch là gì đấy? Require, động từ này mang nghĩa là yêu cầu, đúng không ạ? Reports, reports, ở đây mang nghĩa là các bản báo cáo. Performance and behavioral reviews of the whole staff. My board of directors require to have reports about the performance and behavioral reviews of the whole staff. Dịch câu này là gì ạ? Rồi, ban giám đốc của chúng tôi yêu cầu phải có báo cáo về hiệu năng làm việc, ok, hiệu suất làm việc hoặc là hiệu quả làm việc và thái độ của toàn bộ nhân viên. Very good, rất hay ạ. Được chưa ạ? Rồi nhá, ban giám đốc của tôi yêu cầu có báo cáo về hiệu quả công việc. Rồi, chính xác ạ. Very good. Now, nhắc lại nhá. My board of directors required to have reports about performance and behavioral reviews of the whole staff. Ok, rồi nào. Vậy hôm nay thì cô Hoàng sẽ dừng bài của chúng ta tại đây nhá. Cô Hoàng vừa mới có một bài liên quan đến các vấn đề về tăng lương này, về thái độ làm việc này, đặc biệt là cách các bạn sử dụng tiếng Anh trong công việc như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi cô Hoàng tiếp tục nha. Ai mà cần những câu hỏi gì về các bài học hoặc các bạn có muốn inbox để cô tư vấn các trình độ khác nhau về các lớp khác nhau online của cô Hằng ạ. Hiện tại cô Hằng có các lớp online với các trình độ khác nhau thì các bạn inbox cho cô nha. Bye bye, see you. Chào mọi người.